Xin chào bạn và chào mừng bạn đã quay trở lại với Khuynh Ngọc. Trên bàn mình đây là 44 triệu, chính xác hơn, đó chính là mức giá của chiếc Galaxy Z Fold 6, mức giá niệm yên nhá. Và cái phiên bản mình đang có đây sẽ là full box nguyên siêu luôn. Đây cũng sẽ là cái phiên bản thương mại, khi bạn mua chúng ta sẽ nhận được cái mẫu máy này. Hôm nay chúng ta hãy cùng mở hộp xem trong phụ kiện khi bạn mua này chúng ta sẽ nhận được những gì nhá. Chúng ta hãy cùng bắt đầu trong video hôm nay, mở hộp 44 triệu Galaxy Z Fold 6 phiên bản thương mại. Với cơ bản nếu nói về mặt phụ kiện ấy, thì trong hộp các bạn sẽ không có quá nhiều đâu. Cụ thể chúng ta sẽ có máy ở đây dĩ nhiên rồi. Và các bạn nếu xem phần phụ kiện thì ở đây chúng ta sẽ có một chiếc hộp như thế này. Và trong hộp ấy thì các bạn sẽ có duy nhất những cái đó chính là sách hướng dẫn sử dụng, cũng như là các bạn sẽ có thêm một cái quẹt đọc SIM. Đây, mình bóc ra cho bạn xem. Đấy, một cái dây sạc đây này, dây sạc C2C. Các bạn nào mà chúng ta muốn dùng những công nghệ như sạc nhanh ấy thì khuyên các bạn nên mua những củ sạc của Samsung nhá, hỗ trợ công nghệ 45W ấy thì nó sẽ ok nhất với những em như kiểu là Galaxy Z Fold 6 như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng đây. Và để sở hữu cuốn sách hướng dẫn sử dụng như này hàng chính hãng ấy thì bạn phải bỏ ra số tiền cỡ tầm 44 củ. Đấy. Còn lại thì chúng ta sẽ có thêm một cái quay đọc SIM như này. Và sau màn phụ kiện ấy thì đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Galaxy Z Fold 6. Để mà nhận xét ấy thì cá nhân đánh giá năm nay nó vuông hơn rất là nhiều nếu mà so sánh với năm ngoái nhá. Cái cơ bản khi mà bạn mua về cũng sẽ nhận được những mẫu máy như mình đang có đây, gồm có phụ kiện tương tự cũng như là siêu tương tự luôn. Bây giờ mình sẽ bóc siêu bạn xem. Wow. Cảm giác đó chính là bóc siêu một cái mẫu máy mà không phải của mình bỏ tiền ra mua ấy. Nó rất sướng các bạn ạ. Đây cũng là lợi thế của việc review, khi mà chúng ta sẽ có thể mượn được những mẫu máy nguyên siêu như này, thậm chí những mẫu máy mới ra mắt luôn. Đấy, rất là sướng. Và cá nhân mình đánh giá thì năm nay Samsung họ không thay đổi quá nhiều phần thiết kế, nhưng vẫn mang lại cho người dùng một cái cảm giác nó mới mẻ khi mà chúng ta có một cái thiết kế, nói chung là vuông hơn rất là nhiều đây. Và đây cũng sẽ là một cái thiết kế mà mình thấy rằng nó rất giống cái mẫu máy mà trước đây đã từng leak ra, đợt chiếc Galaxy S24 ấy. Khi mà Dương sang bên Hàn Quốc thì cũng có thấy một cái mẫu máy dạng gập như này. Tuy nhiên đợt đó ấy thì không được chụp ảnh và có một vài thông tin leak ra sau thôi. Và bây giờ khi mà ra mắt chiếc Galaxy Z Fold 6 ấy thì công nhận cái thiết kế này nó đã thành hiện thực rồi. Và trước khi nói về những cái điều mình trải nghiệm về chiếc Galaxy Z Fold 6 này ấy, thì mình xin chia sẻ một chút về mức giá của phiên bản niêm yết, hay chính xác hơn đó chính là mức giá của phiên bản thương mại nhá. Cụ thể như bạn thấy đây, em này thì mình mượn ở bên CellOS và mình cũng tham khảo mức giá bên CellOS luôn. Khi mà bạn sẽ có một loạt những phần quà khi chúng ta mua sở hữu em Galaxy Z Fold 6 hoặc Z Flip 6. Cụ thể thì mình thấy rằng chúng ta sẽ có chương trình đó chính là lên đời Galaxy Z Fold 6 giảm đến 4 triệu, kèm theo đó là bộ quà của Samsung, cũng như là chúng ta có Samsung Care Plus trị giá đến 12 triệu. Bạn nào quan tâm ấy, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhá. Cũng nhờ việc các bạn có một loạt những cái cơ hội trúng quà lên chỉ 100 triệu đồng, giải kim cương này, sau đó là những giải thưởng khác. Bạn nào quan tâm, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả, bạn dễ dàng tham khảo. Và để nói về chiếc Galaxy Z Fold 6 này, cái cảm giác đầu tiên khi mình cầm vào nhá, đó là nó rất vuông, cực kỳ vuông luôn bạn ạ. Nếu mà so sánh với Galaxy Z Fold 5, cá nhân mình giá thì thiết kế này rõ ràng rồi, nhìn nó tương đối bắt mắt luôn. Từ cụm camera được thiết kế lại, nhìn có những đường vòng tròn đồng tâm nhìn khá ok. Sau đó phần mặt lưng dĩ nhiên vẫn sẽ bám mồ hôi dấu vân tay, mặc dù cái phần mặt lưng này được làm mờ các bạn nhá, nhưng vẫn sẽ bám mồ hôi dấu vân tay. Và chúng ta thấy rằng những cạnh viền đấy nó sẽ làm vuông hơn đáng kể nếu mà so sánh với Galaxy Z Fold 5. Nhưng có một cái điều mình không thích lắm, đó chính là những phần góc cạnh, cụ thể ở phía bản lề như này. Chúng ta sẽ có những góc, cụ thể nếu bạn giống mình nhá, cầm bằng tay trái ấy, thì những phần này nó sẽ chọc vào lòng bàn tay, nó sẽ hơi gây khó chịu một tí. Nhưng mà năm nay ấy, nếu mà xét phần đó chính là thiết kế của chiếc Galaxy Z Fold 6 này, thì mình rằng nó rất là nhẹ luôn. Và đây cũng sẽ là điểm nhấn của em này nếu mà so sánh với những đời trước. Và để bạn dễ hình dung ấy, thì mình đang đặt cạnh em iPhone 15 Pro Max, cảm giác của nó sẽ nhỏ gọn hơn đáng kể luôn. Tuy nhiên em này bây giờ hiện tại nó sẽ giống một chiếc điện thoại bình thường hơn, thay vì nó bị dài quá nhiều em Galaxy Z Fold 5. Galaxy Z Fold 6 năm nay ấy, cái phần màn hình đơn của nó ở phía trước, hay chính xác hơn đó chính là phần màn hình cover ấy, mình thấy rằng cái hiển thị của nó cũng sẽ ok hơn đáng kể nếu mà so sánh với màn hình của chiếc Galaxy Z Fold 5, mặc dù kích thước của nó sẽ chỉ thay đổi một chút mà thôi. Nói thêm một vài yếu tố khác, ví dụ ở đây những cái phần mic này, sau đó chúng ta phần loa trên cũng như là những giải anten nhá, được làm cực kỳ đồng đều. Mặc dù ở cái phần bản lề này vẫn sẽ cảm giác nó có một cái khe hở, nhưng về cơ bản nó không quá đáng kể. Tương tự với cái phần đó chỉ ở cạnh dưới, mình thấy rằng nó cũng sẽ có những sự đồng đều nhất định nhá. Anh em nào mà bị OCD ấy, bị khó chịu vì những sự lệch lạc ấy, thì mình nghĩ rằng chiếc Galaxy Z Fold 6 này sẽ là một sản phẩm dành cho các bạn. Em này thì trọng lượng của nó vẫn sẽ rơi có tầm 230g gì đó. Nếu mà so sánh ấy, thì nó phải ngang như những mẫu flagship hàng đầu. Nhưng về cơ bản ấy, em này cảm giác cầm nắm của nó khá là cân bằng nha. Nó không bị nặng ở phía đầu như kiểu một số em flagship mới cụm camera của nó quá to đâu các bạn ạ.
À, nói thêm một chút nữa ấy, thì năm nay chúng ta cũng sẽ có khả năng đó chính là kháng nước, kháng bụi IP48. IP48 có thể coi là những tiêu chuẩn thoáng cao cấp nhất ở trên các mẫu smartphone thời điểm hiện tại. Và bản lề năm nay Samsung họ cũng sẽ cải tiến. Tuy nhiên mình nghĩ rằng ấy, khi mà chúng ta mở ra nhá, cần kha khá lực các bạn ạ. Đặc biệt là khi mà chúng ta mở qua góc cỡ khoảng tầm là 45 độ ấy, lên đến cỡ khoảng tầm là 90 độ. Cái phần này, này bản lề nó sẽ hơi chắc một tí. Còn đây là phần màn hình phía trong nhá. Cơ bản kích thước của nó cũng như là thông số ấy, gần như tương tự nếu mà so sánh với chiếc Galaxy Z Fold 5. Và nếu bạn nào quan tâm đến phần nếp gấp nhá, thì em này nó vẫn sẽ có luôn. Cụ thể chúng ta sẽ có một cái vết hơi mờ mờ đây. Nếu bạn nhìn từ phía trước ấy, chắc chắn chúng ta rất khó để thấy. Nhưng chỉ nghiêng đi có ánh đèn vào này, đảm bảo nhìn sẽ rất là rõ luôn. Samsung nói chung là ngày càng cố gắng làm cái phần này nó mờ đi. Nhưng nếu mà để so với những hãng Trung Quốc ấy, thì mới rằng các hãng Trung Quốc hiện tại họ vẫn đang làm tốt hơn ở cái khoản này. Samsung thì họ sẽ đi trước những công nghệ, ví dụ như kháng nước, kháng bụi, hay là chúng ta tính về những cái AI ấy, thì Samsung hiện tại họ đang nhỉnh hơn. Còn để nói phần các tính năng AI nhá, nó sẽ tương tự nhiều những em như Galaxy S4, Galaxy S4 Plus hay Galaxy S4 Ultra. Chúng ta vẫn sẽ có những cái phần ví dụ phiên dịch cuộc gọi này, hỗ trợ chat, phiên dịch viên, sau đó là hỗ trợ ghi chú, hỗ trợ phiên âm hay là hỗ trợ web. Có chăng em này sẽ update thêm một vài cái, ví dụ như hỗ trợ vẽ ở đây. Cái này thì ở bên Vật Vờ Studio ấy, anh em cũng đã nói khá nhiều rồi. Hôm sau thì mình sẽ nói chi tiết hơn về cái phần này nhá. Còn trong video mở vẽ thì mình nghĩ rằng các bạn đã xem ở kênh khác khá nhiều rồi, nên phần này tạm thời mình sẽ bỏ qua. Còn bạn nào quan tâm đến cái camera ẩn ở phía màn hình phía trong nhá, thì mình thấy rằng nó vẫn sẽ có. Tuy nhiên nó sẽ hơi mờ mờ và mình thấy rằng nếu mà so sánh với đời trước, cụ thể Galaxy Z Fold 5 ấy, thì chất lượng của nó cơ bản vẫn sẽ xem như vậy, không thay đổi quá nhiều. Năm nay ấy, thì mình thấy rằng chiếc Galaxy Z Fold 6 nó sẽ là những sự nâng cấp nhỏ liên quan phần AI, thiết kế thay đổi một tí. Còn ở bây giờ mình sẽ nói phần đó chơi hiệu năng nhá. Em này chúng ta sẽ có chip đó chơi Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy các bạn ạ. Và điểm số em này dĩ nhiên rồi không quá cao các bạn ạ. Nhất là trên một cái mẫu máy gập như này, điểm số của nó sẽ chỉ ngang ngửa nếu mà so sánh với con Snapdragon 8 Gen 2 mà thôi. Cụ thể điểm số mình chấm được đây đó chỉ là 1.459.000 điểm. Tất nhiên nó sẽ tùy thời điểm nữa nhá. Khi mình xếp xong máy này ấy, thì cảm giác nó sẽ hơi ấm một tí. Và mình test thì mình nghĩ rằng điểm số của nó cũng đấy hạ đi một chút nếu mà so sánh với khi bạn để thật sự là mát. Và cái phiên bản mình đang có đây đó chỉ là 12GB RAM cũng như 256GB bộ trong nhá. Cũng như việc các bạn sẽ có những cái thông số phần cứng cũng khá là khủng luôn. Cụm camera này dĩ nhiên không phải là cụm camera đỉnh cao nhất như kiểu là trên những em S24 Ultra. Nhưng để mà so sánh trên những mẫu máy gập như này nó cũng khá là ok, vừa đủ để bạn chụp. Với cá nhân mình thấy thì năm nay chắc có cái phần đó chính là AI như này sẽ mang lại một chút sự hứng thú dành cho bạn. Ví dụ mình vẽ con chó đây chẳng hạn, nó sẽ mất khoảng tầm 15 giây để generate ra một bức ảnh này. Và đây là một cái tính năng nó hoạt động đó chính là dựa theo cloud. Thế nên khi bạn tắt wifi đi ấy, hoặc là tắt mạng đi, chúng ta sẽ không thể sử dụng được nhá. Nếu mà so sánh với những gì mình vẽ thì mình nghĩ rằng cái này nó sẽ chỉ làm đẹp hơn một chút. Còn lại để mà nó biến thành một con chó bình thường, bạn thấy không? Nó không khác biệt nhau quá nhiều đúng không? Đấy, nó sẽ chỉ thêm một chút màu sắc mà thôi. Ngoài ra ở đây thì với cái phần đó chỉ là vẽ AI này thì chúng ta sẽ có khá nhiều option, ví dụ màu nước, minh họa này, nghệ thuật đại chúng hay là hoạt hình 3D. Bây giờ thì mình sẽ tạo thử cái hoạt hình 3D xem nó như nào nhá. Và để nói về phần thời gian tạo ra bức ảnh ấy, thì mình nghĩ rằng nó sẽ rơi có khoảng tầm là 15-20 giây gì đó. Ví dụ các bạn thấy không, từ đầu đến giờ mình đã nói khá là nhiều rồi nhưng mà chúng ta vẫn chưa generate ra một bức ảnh. Đây, ok. Nói chung là không thay đổi quá nhiều nếu mà so sánh với gốc các bạn ạ. Nhìn con chó của mình vẽ ra vẫn khá ngờ nghệch. Còn nếu bạn nào hỏi mà app nó có tối ưu tốt hay không ấy, thì mình nghĩ rằng app của nó vẫn sẽ tương tự như vậy thôi nhá. Ví dụ như ở đây TikTok chẳng hạn, thì chúng ta sẽ là một cái giao diện mà các bạn sẽ có hai dải đen ở bên. Đấy, thấy không? Nói chung là giao diện của nó vẫn sẽ xem như vậy thôi. Hay là Shopee ấy, thì mình nghĩ rằng cái giao diện này nó vẫn sẽ khá là to nhá. Mình nghĩ rằng nó cũng sẽ tùy vào từng phiên bản hoặc tùy vào từng mẫu máy. Có một số mẫu máy giao diện nó sẽ thay đổi một chút, nhưng về cơ bản với em này ấy, thì mình thấy rằng cái giao diện mình đang nhận được đấy nó không thay đổi quá nhiều nếu mà so sánh với những giao diện mình đã từng sử dụng trên các mẫu điện thoại dạng thanh bình thường. Nhưng để mà tổng kết lại, bạn hỏi mình cái mẫu máy Galaxy Z Fold 6 này nó có đẹp, nó có ok không để bạn dùng ấy, thì mình nghĩ rằng nó vẫn đẹp, nó vẫn ok nhá. Nhưng với những bạn nào mà chúng ta đang dùng các mẫu máy Galaxy Z Fold đời cũ, ví dụ như các mẫu máy Galaxy Z Fold 3, Z Fold 4 ấy, thì đây có lẽ là một bản nâng cấp rất đáng đồng tiền dành cho các bạn. Còn với những bạn nào mà dùng Galaxy Z Fold 5 ấy, mình nghĩ rằng bạn nào mà thích chơi thì chúng ta có thể lên. Còn với những bạn nào đang dùng Galaxy Z Fold 5 nhá, thì mình nghĩ rằng máy bạn tốt, các bạn cứ giữ nguyên cũng được, chúng ta chưa nhất thiết phải nâng cấp. Còn nói phần mức giá thời điểm hiện tại, cái mẫu máy này mình đang mượn tại cửa hàng Cellphonet ấy, thì phiên bản mình đang có đây đó chính là phiên bản màu xám metal, tương đối đẹp luôn. Và hôm nay sau mức giá đó chỉ là 43.990.000.
Tất nhiên nếu mà các bạn muốn rẻ hơn ấy, thì chúng ta thể lựa chọn em Galaxy Z Flip nhá. Đấy, mức giá của nó sẽ chỉ là 28.990.000. Tất nhiên mức giá của Samsung đợt đầu ấy bao giờ của nó cũng sẽ cao. Còn nếu bạn muốn mua thời điểm hiện tại ấy, chúng ta sẽ có rất nhiều phần quà. Ví dụ như giảm ngay 2 triệu này, lên đời trợ giá được 4 triệu, sau ưu đãi thanh toán 1 triệu, tính ra cũng khoảng là 4 củ gì đó. Kèm theo đó các bạn sẽ có bộ quà trị giá đến 12 triệu, cũng như tặng Samsung kê các kiểu ra đèo luôn. Hay chúng ta sẽ có tổng quà trị giá đến 100 triệu ở đây. Bạn nào quan tâm, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả, bạn dễ dàng tham khảo nhé. Và cảm ơn CellOS đã cho mình mượn cái mẫu máy Galaxy Z Fold 6 này. Bạn nào quan tâm, chúng ta hãy mua ở phần bên dưới nha. Còn bây giờ, xin chào các bạn trong các video sau. Nhấn like và subscribe ủng hộ kênh Khôi Ngọc nhé.